Lời tuyên bố mỗi sáng thức dậy. Hôm nay là một ngày thành công về tài chính. Hôm nay là một ngày bùng nổ về lợi nhuận. Hôm nay là một ngày bùng nổ về tiền. Tôi giàu có, tôi thành công. Ngày và đêm tôi thành công một cách phi thường. Công việc kinh doanh của tôi ngày càng phát triển. Quy mô kinh doanh của tôi ngày càng mở rộng. Và tài sản của tôi gia tăng liên tục, gia tăng gấp 1.000 lần. Tôi là người thành công. Tôi là người giàu có. Tôi là người khỏe mạnh. Tôi là người hạnh phúc. Tôi hoàn thành xuất sắc mục tiêu tháng 10 năm 2023. Tôi làm tất cả mọi việc đều thành công nhờ sức mạnh tiềm thức. Tôi thành công, tôi giàu có, tôi khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc, trọn vẹn cả cuộc đời. Hãy lặp đi lặp lại điều này vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, trước khi ngủ dậy và sau khi đi ngủ. Anh chị hãy lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và phép màu sẽ xảy ra với tất cả các anh chị. Hãy ấn vào đường link bio phía dưới avatar của Thủy để chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển, cùng nhau hướng tâm trí của mình vào những cái điều tích cực nhất, tốt đẹp nhất. Hãy follow kênh của Thủy để nhận thêm nhiều phương pháp ứng dụng luật hấp dẫn vô cùng hiệu quả.